Sáng 5 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết sự việc liên quan đến nghệ sĩ Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hải Anh vẫn đang là nghi vấn. Theo ông, vụ việc chưa có thêm thông tin mới nhưng hai người này vẫn tại ngoại, chưa có truy tố. Ông Đông cho biết thêm, đến sáng 4 tháng 7, hai người vẫn đang chờ gặp thẩm phán và đã có luật sư để xử lý các vấn đề pháp lý. Đại sứ quán đã cử người xuống tận nơi để giúp đỡ pháp lý. Trước ý kiến cho rằng việc Hồng Đăng, Hồ Hải Anh đi nước ngoài không xin phép cho thấy việc quản lý viên chức lỏng lẻo. Ông Đông cho biết không chỉ viên chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mà ở tất cả bộ ngành, cơ quan nhà nước, công chức, viên chức được quản lý theo luật. Đồng thời, quản lý việc đi nước ngoài đối với công chức, viên chức đều phải xin phép thủ trưởng đơn vị hoặc cơ quan chủ quản. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng phân cấp, không có đặc thù theo kiểu nghệ sĩ được ưu tiên hơn hay có đặc quyền, đặc lợi, tất cả được xử lý theo đúng luật. Vì vậy, bất cứ ai phạm luật đều bị xử lý theo luật cán bộ, công chức và luật viên chức đã được ban hành. Đối với hai trường hợp Hồng Đăng và Hồ Hải Anh, hiện pháp luật nước sở tại Tây Ban Nha chưa có kết luận nên đang chờ để xử lý các bước tiếp theo.